Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 56 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Chủ đề của phần 56 này là Hào chứ tơ cụ trên giảng rô. Hào chứ tơ cụ trên giảng rô có nghĩa là gì nào? Từ giảng rô là thịt dê, còn cụ trên là cổ trấn. Cổ trấn tức là một cái thị trấn cổ. Rồi, hào chứ tơ cụ trên giảng rô sẽ có cái nghĩa là món thịt dê ngon, hào chứ là ngon, ở cổ trấn hay là ở thị trấn cổ cũng được, tùy mọi người muốn dịch thế nào thì dịch ha. Đầu tiên thì mình sẽ đọc cái phần nội dung của nó một lần cho mọi người nghe xem là chúng ta đã nghe được nhiều chưa, rồi sau đó mình sẽ tiến hành giải thích ý nghĩa của nó. Xin mời mọi người bắt đầu nghe nè. Lian shi shi Trung Quốc de yi ge gu zhen. 很多人都不知道这个地方. Lại chơi lì lưu dấu tơ rỉnh bù tố, tan sư chơi lì phê chẳng theo lạng. Lên sư rỉnh giảng lơ hẳn tố giảng, dấu hẳn tố phan quản, tố hê xua giảng rô. Thà mân xua tờ giảng rô tố phê chẳng hào sư. Yên quê chơi lì lý sang hải bù thai yuền, sống Sang Hải, khai chơ lại chơ lì, do lẻng cơ sẻo sử. Số gì y xe Sang Hải rến, hẳn sỉ hoan lại chơ lì, chư giảng rô. Thì đó là cái nội dung của đoạn văn ngắn này, cũng tương đối ngắn phải không ạ? Mọi người nghe và hiểu được nhiều không? Bây giờ thì chúng ta sẽ quay về và giải thích ý nghĩa của nó nhé. Liên sư là luyện thị. Luyện thị tức là mình có thể xem nó như tên riêng cũng được, mà xem như là thành phố luyện cũng được. Từ sư đó là thành phố. Mình cứ tạm dịch cái âm Hán Việt của nó là luyện thị. Sư Trung Quốc tờ ý cơ cụ trên. Sư Trung Quốc tờ ý cơ cụ trên là một cái thị trấn cổ của Trung Quốc. Hẳn tố rỉn tố bu trí to trên cơ thi phán. Có rất là nhiều người không biết đến cái nơi này. Bu trí to, tố bu trí to đều không biết trên cơ thi phán là cái nơi này. Mình có thể dịch lại cái chỗ này cũng được. Lại trơ lì lưu dỗ tơ rỉnh bu tố. Lại trơ lì là đến đây. Lưu dỗ là để du lịch. Lại trơ lì lưu dỗ tơ rỉnh. Những người đến đây du lịch. Bu tố là không có đông hoặc là không có nhiều. Tan sư trơ lì phê sẵn theo len. Nhưng mà ở nơi đây là cực kỳ đẹp. Tan sư trơ lì phê sẵn theo len. Liên sư rỉnh, liên sư rỉnh là người ở luyện thị hay là thành phố luyện gì đó. Giảng là hình tố giảng, giảng đây là nuôi, giảng là đã nuôi, hình tố giảng là rất là nhiều dê, thì mình dịch là có nuôi rất nhiều dê, mấy con dê. Dỗ hình tố phan quản, có rất nhiều nhà hàng, phan quản là nhà hàng, quy mô vừa phải. Tô huy xua giảng rô, đều biết làm cái món thịt dê, tô huy xua giảng rô. Tham mến chua tờ giảng rô, thịt dê mà họ làm ra, tô phê chẳng hào chứ, tô phê chẳng hào chứ. Đều rất là ngon, nghĩa là những cái món thịt dê mà họ làm ra thì rất là ngon, cực kỳ ngon. Yên quê trơ lì, lý sang hải bù thai yuền. Yên quê trơ lì bởi vì nơi đây, lý sang hải bù thai yuền là cách Thượng Hải không xa lắm. Thì mình có thể dịch theo cách đó, hoặc là mình dịch theo cái cách tức là nơi đây không có xa Thượng Hải lắm. Sống Sang Hải khai trơ lại trơ lì. Sống Sang Hải là từ Thượng Hải. Khai trơ lại trơ lì là lái xe đến đây. Giao lèn cơ sở sữa mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Từ giao ở đây là mất, mất bao nhiêu tiền hoặc là mất bao nhiêu thời gian thì nó cũng có thể dùng được cái từ giao này. Số gì y xe Sang Hải rỉnh, cho nên có một số y xe đây, tức là dù y xe đấy, có một số người Thượng Hải hẳn xì hoán và rất thích lại trở lì sư giảng rô đến đây để ăn thịt dê. Thì đó là nội dung chi tiết của cái đoạn vừa rồi. Và sau đây thì xin mời các anh chị và các bạn đọc theo mình một lần nhé. Liên sư sư Trung Quốc đa yi cơ cụ trên.
Hẳn tố rỉnh tố bù trí tò trước cái tỷ phân. Lại trở lì lưu yếu tơ rỉnh bù tố. Tán sư trở lì phê sáng phèo lèng. Liên sư rỉnh giảng lơ hẳn tố giảng. Yếu hẳn tố phan quản tố huy chua giảng rô. Thà mân chua tờ giảng rô tố phê chẳng hào chứ. Yên huê trở lì lý sang hải bú thai yuền. Sống Sang Hải khai trơ lại trơ lì, yào lẻng cơ xẻo sửa. Số yì y xe Sang Hải rến. Hẳn xì hoan lại trơ lì chư giảng rô. Thì vừa rồi đó là cái nội dung của bài. Sau đây xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc một lần, đọc với cái tốc độ nhanh một chút, để xem mọi người nghe có hiểu hết được không, nghe có thoải mái nhẹ nhàng không. Phần này là phần để luyện nghe, nên là đề nghị mọi người hãy nghe đi nghe lại nhiều lần, để khi nào mà chúng ta có thể kể là một cách trôi chảy lưu loát thì xem như là mới thành công. Đầu tiên là mình nghe đi nghe lại, nghe giống như tiếng Việt, rồi thì sau đó bắt đầu kể lại trong vòng một phút là được. Có thể kể cho bạn bè nghe, và cũng có thể là mình không có bạn bè thì mình tự kể trước tấm gương cũng được. Khi nào trôi chảy thì xem như mới thành công được. Bây giờ mọi người bắt đầu nghe nhé. Lên sư sư trung của thầy ý cơ cụ trên. Hẳn tố rỉnh tố bù trí tò trước cái tỷ phang. Lại trở lì lưu yếu tơ rỉnh bù tố, tán sư trở lì phê sáng phèo lèng. Lên sư rỉnh giảng lơ hẳn tố giảng. Yếu hẳn tố phan quản tố huy chua giảng rô. Thà mân chua tờ giảng rô tố phê sáng hào chứ. Yên huê trở lì lý Sang Hải bú thai yuền. Sống Sang Hải khai trơ lại trở lì yào lẻng cơ xèo sửa. Số gì y xế Sang Hải rến hẳn xì hoan lại trơ lì sư giảng rô. Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 56 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn này. Chúc mọi người học thật vui và hiệu quả. Mọi người nếu ai chưa đăng ký thì hãy đăng ký và cho thầy một like để ủng hộ tinh thần nhé. Chúc cả nhà an lành vượt qua cái mùa dịch bệnh này. Xin chào.